Shimura Danzo, một trong những nhân vật bị ghét nhất bộ truyện bởi những tội ác mà hắn gây nên. Để rồi, cuối cùng hắn bị một thằng nhóc đòi đến trả thù. Trong trận chiến ấy, nhờ sức mạnh tích lũy sơ cam từ nhà Uchiha, hắn như được nạp nhiều lần và trở thành người hồi sinh thông qua Izanagi. Thế nhưng, trận chiến đó lại tồn tại chỉ hơn 10 phút đồng hồ, một khoảng thời gian khá ngắn. Bên cạnh đó, số lần tên này chết cũng không trùng khớp với số lần thi triển Izanagi. Vậy thực chất điều gì đã xảy ra và Danzo thật sự đã tử trận bao nhiêu lần? Hôm nay, mời anh em cùng Hokage Bi Huỳnh tìm hiểu về Danzo đã hy sinh bao nhiêu lần khi chiến đấu với Sasuke. Trước khi đi sâu và giải thích Danzo đã chết bao nhiêu lần thì chúng ta cần phải biết được nguồn gốc sáng tạo Izanagi, vì đây là chiêu thức hắn sử dụng như một phương thức nạp nhiều lần để có được nhiều mạng và giảm thiểu tỷ lệ thua trận tới mức 100%. Như chúng ta đã biết, còn nếu mà chưa biết thì hãy quay lại video cũ của tớ rồi bấm like, subscribe cho kênh Bi Huỳnh Senpai sẽ biết. Izanagi, một ảo thuật bắt buộc phải hy sinh một mắt Sharingan để đổi lấy sự sống thực tại. Theo lời Obito tại chapter 510 thì nó vốn là loại kỹ thuật được lục đạo sử dụng với mục đích là có thể khai sinh mọi thứ bằng cách điều khiển trí lực và sức mạnh tinh thần tạo cầu nối thành âm độn. Lục đạo hình nhân đã tạo ra những hình hài từ hư vô. Mặt khác, bằng cách điều khiển sinh khí và sức mạnh vật lý, nó trở thành cái nôi cấu thành dương độn. Hagoromo thổi sự sống vào những hình hài đó. Và vị thú ra đời, chúng là một trong những sản phẩm từ trí tưởng tượng lục đạo. Với âm, dương, độn hòa hợp, ông đã tạo ra 9 loại vị thú từ chakra thập vĩ. Bên cạnh đó, còn một loại kỹ thuật bằng sức mạnh biến hư ảo thành hiện thực, đó là thuốc kim cương à? Không, Izanagi mới đúng. Đây chính là nguồn gốc sức mạnh bị lạm dụng trong tộc Uchiha vào cái thời đứa nào đứa nấy đều ngáo chó như nhau. Nghĩ rằng các chiêu thức này sẽ khai phá thống trị thế giới. Ok, và đó là nguồn gốc. Và giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính, đó là Danzo đã chết bao nhiêu lần. Câu trả lời tổng cộng là 8 lần. Xuyên suốt màn combat chúng ta có thể thấy hắn đã lãng phí 5 lần đầu tiên khi không chống cự bất kỳ đòn tấn công nào từ Sasuke mà đứng lãnh trọn hết, từ việc bị Susanoo bóp chết, bị chém, bị đốt, và kết quả là gì? Bị một thằng ranh con dồn đến chân tường phải tự sát và đai. Tuy nhiên, trên thực tế, Danzo lại có đến 10 con mắt Sharingan trên tay, thêm một con ở phần mắt là 11. Tức là sao? Tức là số lần hắn chết không trùng khớp với số con mắt hắn nắm giữ. Danzo phải chết thêm 3 mạng nữa mới đạt đủ KPI. Vậy điều gì đã khiến lão này không sử dụng 3 con mắt còn lại? Trước tiên, chúng ta sẽ đi qua nhanh bối cảnh dẫn đến cuộc chiến này. Sau sự kiện Pain chinh phạt lang, đệ ngũ đã rơi vào cơn hôn mê. Nhân cơ hội, Đan Trột nhảy thẳng lên nắm quyền, đồng thời tham gia cuộc họp năm Kage. Tại đây, hắn với tư cách là một trưởng thôn không chính thức, bàn về một vấn đề trầm trọng, cụ thể là màn trộm chó từ các thành niên Akatsuki. Mặt khác, Sasuke lên kế hoạch đột kích cuộc họp tìm Danzo trả thù cho anh trai Itachi và... Bùm, họ đánh nhau. Khi đó, Sak đã cố hỏi về việc có phải chính quyền Konoha đã ra lệnh Itachi sát hại cả gia tộc hay không. Nhưng nói nhiều không phải phong cách của Đan Trột, hắn không chần chừ lao vào tấn công thằng cháu Sak. Tuy nhiên, trước khi phi vào, có một chi tiết về việc Danzo đã tạo ra một chuỗi kết ấn, sau đó lại lao vào đấm tay không. Thoạt đầu tớ kiểu, gì vậy bro, gắn được Sharingan vào tay nhưng quên Sharingan vào não à, kết ấn cho đẹp à? Càng về sau thì tớ mới nhận ra vấn đề là những kết ấn đó dùng để kích hoạt Izanagi. Và theo nhận định từ Karin, cứ cách 60 giây, một con mắt trên tay hắn sẽ nhắm lại, đồng thời chakra Đan Trột cũng giảm xuống đột ngột. Điều này nó đồng nghĩa với 8 con mắt sẽ tương đương với 8 phút để đánh nhau. Còn nếu dùng hết 10 con mắt trên tay thì sẽ có đến 10 phút. Và tớ không nghĩ cuộc solo giữa hai người lại ngắn đến như vậy, chỉ vỏn vẹn chưa tới 10 phút. Câu hỏi đặt ra ở đây, tại sao lại chỉ có 10 phút và thực chất nguyên nhân những con mắt trên tay Danzo hoạt động như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta phải đi qua các lần tử trận của tên này. Lần đầu tiên gặp lại Sasuke sau nhiều năm, trải qua một hồi bà hòa bốc phét làm như bản thân sống đẹp nhất trên thế giới, Danzo lập tức gỡ còng tay khoe mấy con mắt Sharingan Scam được. Sau đó lao thẳng vào phang cháu Sasuke.
Kết quả, cậu không cần nhúc nhích, chỉ đơn giản là triệu hồi khung xương Susanoo chắn đòn với ánh mắt kiểu: "Mày biết bố mày là ai không?" Sasuke dùng bàn tay bóp nát Danzo như cách anh Toản bóp nát quả cam khi xưa vậy. Đây là lần đầu tiên. Đến với lần thứ hai, hắn đột nhiên xuất hiện ra sau lưng Sặc và làm một hành động nói thẳng là ngu chưa từng thấy khi dùng kunai đâm vào Susanoo, và kết quả như lần đầu, hắn bị đập bẹp dí. Tiếp tục, hắn xuất hiện trở lại. Khác với hai lần trên, Sặc dùng Amaterasu thiêu chết Danzo. Vậy là tốn mất ba con mắt. Nhờ quan sát từ đằng xa, Karen phát hiện những con mắt trên tay hắn từ từ đóng vào. Đến lần thứ tư, Sặc liều mạng để hắn bóp cổ, còn bản thân dùng kiếm kết thúc sinh mạng Danzo trong một nét duy nhất, và con mắt thứ tư khép lại. Sau một hồi chán chê sử dụng thể thuật và nhẫn thuật, Sasuke quyết định dùng đến ảo thuật khiến Danzo gặp lại Itachi. Thế nhưng, nhờ vào kinh nghiệm dài dơ suốt nhiều năm, thông qua pha bóp cổ lần trước, Danzo đã đặt một ấn chú khống chế lên người cậu Sặc. Nhờ vậy, Đan Chột vừa khống chế được, vừa thoát khỏi ảo thuật. Chính vào khoảnh khắc ông phản công dùng thanh kiếm chặt đầu anh chàng họ U, ngay lập tức Sặc triệu hồi Susanoo phòng thủ, đồng thời bắn một mũi tên tấn công. Vì đòn này quá nhanh khiến Danzo không kịp kích hoạt Izanagi. Không còn cách nào, ông buộc phải làm trạch hướng mũi tên bằng cách thi triển mộc độn, triệu hồi ra một cái cây. Chính Danzo cũng thừa nhận nhờ có tế bào đệ nhất mới có thể gia tăng thể lực. Đến lúc này, Danzo mới tiếp tục thực hiện ấn sử dụng Izanagi. Chính ngay thời điểm lúc này, Karin cũng phát hiện hắn chưa thể tái sinh thêm lần nữa, liền thông báo cho Crush. Tiếc rằng, thanh niên vừa mang cặp đồng tử không ổn định lại còn trễ trong mọi thứ. Thế nên, đến khi dùng mũi tên thứ hai bắn trúng người Danzo, hắn đã thi triển xong kỹ thuật. Đây cũng là lần chết thứ 5. Không bỏ cuộc, Đan Chột lao đến tấn công Sasuke và kết quả tương tự như vừa nãy, bị một mũi tên bắn mất mạng thứ 6. Sau một hồi dãy chết, hắn mất mạng thứ 7 bởi cú đấm từ Susanoo. Tuy nhiên, khi Karin quan sát từ đằng xa lại thấy hắn còn đến tận 4 mắt trên tay, tức là khoảng 4 phút. Đồng thời, hắn mới chết khoảng 6 mạng. Để giải thích cho điều này, tôi chỉ có thể nói hành động nhắm từng con mắt sẽ diễn ra chậm hơn so với cái chết. Tức cả khi sử dụng Izanagi xong, phải đợi một khoảng thời gian ngắn thì con mắt mới nhắm lại. Và sau đó là hai lần nhắm mắt khó hiểu từ phía cánh tay Danzo. Đến cuối cùng chỉ còn một con mắt duy nhất. Hắn quyết định liều mạng với Sặc bằng cách dùng phong độn tạo ra một thanh kiếm đâm vào người Sặc. Ngược lại, hắn cũng nhận phải đòn tấn công từ anh. Và lúc này, con mắt cuối cùng trên tay nhắm lại nhưng Danzo vẫn chưa chết. Tôi sẽ giải thích chi tiết này ở phần cuối của video nhé. Hết giá trị sử dụng, đồng thời không để tế bào đệ nhất nuốt chửng, hắn vứt bỏ cánh tay, đồng thời đưa ra con mắt cuối cùng. Tức con mắt thứ 11 cũng chính là Sharingan của Seisui. Vì phân vân không biết tận dụng con mắt thi triển ảo thuật hay dùng Izanagi, Danzo đã bắt Karin làm con tin. Sặc quyết định dứt khoát đâm luôn Karin lẫn Đan Chột, ép hắn phải dùng đến chiêu thức tự hủy. Và đây cũng là lần chết thứ 8. Và cuối cùng, giới hạn thời gian cho Izanagi. Giải thích cho lý do con mắt Danzo đóng đột ngột là vì đã trúng phải ảo thuật từ Sasuke. Vốn dĩ, sau lần chết thứ 4, cậu đã nhận ra điều gì đó nên sử dụng ảo thuật và kẻ thù. Cho đến lần chết thứ 7, việc tên này liên tục kiểm tra mắt trên tay đã giúp Sặc nhận ra Đan Chột không kiểm soát được thời gian thi triển Izanagi. Nói một cách đơn giản thì khi Danzo kết ấn sẽ bị giới hạn thời gian duy trì ảo thuật Izanagi, tức là 1 phút như Karin đã nói. Vậy nên trong 1 phút ấy, nếu không chết sẽ rất lãng phí con mắt. Đan Chột đã liên tục lấy thân mình hứng đòn như một thằng ngu, tạo ra những màn tấn công bất ngờ trước Sặc. Sau lần chết thứ 4, vì chakra đã giảm đi khá nhiều, Danzo buộc phải thực hiện kết ấn một lần nữa. Và cứ thế thời gian trôi nhanh, những con mắt đột ngột nhắm lại như tớ vừa kể trên là do đã quá số phút quy định. Mặc dù ảo thuật Sasuke thi triển không khống chế được thời gian như là Tsukuyomi, nhưng nó hoàn toàn đánh lừa được Đan Chột. Bởi hắn không thể xác định chính xác thời gian khi chiến đấu, nên liên tục quan sát con mắt trên cánh tay của hắn. Sặc nhận ra điều này, lợi dụng ảo thuật cho Danzo nghĩ rằng còn một con Sharingan cuối cùng để dùng Izanagi, nhưng thực chất thì nó đã đóng lâu rồi. Nói cách khác, trận chiến giữa Sasuke và Danzo diễn ra quá 10 phút. Tên Đan Chột quá chủ quan nên dính ảo thuật mà còn không biết. Cộng thêm màn đắn đo suy nghĩ dùng ảo thuật từ mắt Shisui hay hy sinh nó để thi triển Izanagi đã khiến tên này phải
ôm bom tự sát. Chung quy tóm cái váy lại, thời gian chiến đấu giữa hai người đã vượt quá 10 phút nên toàn bộ Sharingan trên cánh tay hắn gần như đã đóng toàn bộ, và trong 10 phút đó hắn mới chỉ chết có 8 lần thôi. Vậy nên gieo nhân nào gặt quả nấy, hắn ép cả nhà Uchiha đến đường chết, thì nhà Sasuke ép hắn phải tự vẫn. Có trách thì trách đàn chột không mang dòng máu chính tông nhà họ U nên không thể đối chọi Sharingan từ chính tông Uchiha. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua cái chi tiết cực kỳ hắc não mà không phải ai cũng biết, đó là Danzo đã hy sinh bao nhiêu lần khi mà chiến đấu với Sasuke. Như mọi khi, anh em thấy cách giải thích của tớ có hợp lý và dễ hiểu hay không? Hãy comment phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm nhé. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bi Huỳnh. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nhé. Bye bye.